Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của cái vật phẩm lần này nó khá là easy luôn các bạn. Nó yêu cầu là các bạn chỉ cần hoàn thành cái T-Coin là được nha các bạn. Chứ không cần phải chơi trong game bao nhiêu giờ nữa nhá. Cứ đúng hoàn thành 100 T-Coin thì các bạn nhận được thôi. Khá là easy đó. Nên bạn nào xem được thì vào làm liền nha các bạn. Tại vì những cái mà dễ như thế này thì chắc chắn 100% là rất là nhanh hết nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.